Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi cái thông số trên bộ sạc nhé. Cái bộ sạc này thì nó sẽ có 3 chế độ khác nhau này, B01, B02, B03 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt luôn cho nó. Chúng ta có thể cài đặt cái lúc mà chưa kết nối pin mặt trời cũng được, còn bây giờ cài đặt cũng được này. Đây là pin lithium nha, chúng ta sẽ cài đặt cho nó chế độ B02 này. Còn nếu mà quy thì chúng ta chọn B01 và pin lithium P4 thì sẽ chọn chế độ 03 nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Shop Xuân Minh. Như đã giới thiệu với mọi người ở cái video đợt trước ấy, thì hôm nay bên em đã về hàng cái bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời chuyên dụng cho pin lithium và pin lithium PO4. Ở đây thì cái bộ này thì còn nó có thể sạc được luôn cho cả bình ắc quy mọi người này. Đây nó có các chế độ chọn này, B01 này là sạc cho ắc quy này, B02 là pin lithium ion này, còn B03 là pin lithium PO4 này. Pin lithium là thường là đấu 3S này. Cái này là điện áp của nó là 3,7V cho mỗi viên, thì chúng ta sẽ đấu nối tiếp 3 viên sẽ được điện áp là 11,1V, khi mà nạp đầy là sẽ được 12,7V. Còn pin lithium PO4 này, điện áp đỉnh mức của nó là 3,2V này. Chúng ta sẽ đấu nối tiếp 4 viên lại với nhau thì nó sẽ được 12,8V, điện áp lúc nạp đầy là 14,6V. Ở đây thì em chưa có cái pin lithium PO4 này, thì bây giờ sẽ dùng cái pin lithium này. Viên này là viên 26650, mỗi viên có dung lượng là 4000mAh. Ở đây đang kết nối 9 viên lại với nhau, nghĩa là kết nối 3 viên song song, sau đó là nối tiếp 3 dãy như thế, thì cái dung lượng của nó là vẫn giữ nguyên ở mức dung lượng của nó sẽ tăng lên gấp 3 lần chứ. Nối song song 3 viên là được 12000mAh, tương ứng với 12A. Còn điện áp sẽ tăng lên thành một tổ hợp pin lithium 12V 12A. Có mạch cân bằng và bảo vệ các cell pin với nhau mọi người này. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái mạch nạp nữa, mạch nạp chuyên dụng từ năng lượng mặt trời, sẽ dùng cái bộ điều khiển sạc này mọi người nhé. Cái này 30A của hãng Sure. Bây giờ sẽ tiến hành đấu nối kết nối với tấm 60W mọi người này. Đem ra ngoài này đã nhé. Bây giờ sẽ mở hộp cái bộ sạc loại mới này mọi người này. Bộ này 30A có thể nạp được luôn cho các loại pin. Đợt trước các bộ sạc thông thường bên em chỉ bán cho mọi người là dùng nạp cho bình ắc quy thôi. Thì sau một thời gian thì mọi người có sử dụng pin, nhiều người sử dụng pin lưu trữ, pin lithium và pin lithium thì tuổi thọ của nó tốt hơn so với việc lưu trữ bằng bình ắc quy. Thì mọi người có yêu cầu là muốn nạp cho pin năng lượng mặt trời, muốn nạp cho những cái pin này từ pin năng lượng mặt trời, thì hôm nay bên em đã đặt hàng được cái bộ điều khiển sạc này rồi. Nó có thể nạp được cho pin các loại pin lưu trữ khác nhau này. Các tiếp điểm đấu nối thì giống như cái kia luôn thôi, nó sẽ có 6 cái tiếp điểm này. Hai cái ở giữa là chúng ta sẽ kết nối với nguồn ắc quy hoặc là nguồn pin lưu trữ của chúng ta mọi người nhé. Ở đây là tổ hợp pin lithium 12V 12A. Đấy, chúng ta cứ kết nối lên thì nó sẽ báo, đầu tiên là sẽ báo cái điện áp của cái pin lưu trữ này. Thay việc dùng ắc quy thì bây giờ dùng pin lithium mọi người nhé. Đó, đây kết nối này. Rồi em sẽ quay ra ngoài này này, có tấm 60W đang để ở đây chưa kết nối mọi người nhé. Đây tấm pin năng lượng mặt trời 60W mono này. Đó, 2 dây của nó đang ở sau này. Bây giờ sẽ kết nối vào trong kia để nạp cho cái tổ hợp pin này qua cái bộ điều khiển sạc loại mới này mọi người nhé. Ở đây là dây dẫn sẽ dẫn ra với tấm pin này, sẽ đấu nối trước ở đây. Bất cứ bộ điều khiển sạc nào cũng thế, mọi người luôn lưu ý giúp em là chúng ta cấp nguồn để nó hoạt động trước là cấp nguồn từ ắc quy hoặc là pin lithium hoặc là pin lithium, pin lưu trữ của nó ấy. Cấp vào hai cổng giữa, còn hai cổng đầu tiên là sẽ kết nối với dây của pin mặt trời này. Đó, chỗ này nó thiết kế cái ốc hơi ngắn một tí mọi người này. Lưu ý chúng ta lúc mở ấy, chúng ta chỉ mở một tí là nó đủ cái khoảng rộng tiếp điểm để chúng ta xỏ dây vào, sau đó là siết chặt các tiếp điểm lại với nhau là được. Nó thiết kế một cái nắp nhựa trên này để che lại này. Có hai cổng USB sạc điện thoại luôn mọi người này. Vẫn có ngõ tải ra 12V theo hệ ắc quy này, hoặc là 24V. Đây coi cho mọi người coi cái bộ sạc này một tí nhá. Đấy, cái này là 30A này, có thể sạc được cho hệ 12V hoặc là 24V đều được mọi người này. Nếu chúng ta đấu pin 24V 6S thì nó vẫn nạp được bình thường nhá. Cái này của hãng Sure này, modem là ST-S1230 này. Đó, đây là bây giờ là đấu cái dây của pin mặt trời vào rồi, sẽ kết nối, tiến hành kết nối với tấm pin mặt trời ngoài kia nhá. Đấy,
Bây giờ nắng về chiều rồi nó bị đổ bóng nghiêng, nên là bên em phải để tấm pin check theo như thế này để đón ánh nắng mặt trời. Đó, MC4 bên em đậu sẵn rồi, chỉ việc cắm vào nữa là được thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong kia xem cái thông số của bộ sạc nó báo như thế nào mọi người nhé. Đây rồi mọi người này, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi cái thông số trên bộ sạc nhé. À, cái bộ sạc này thì nó sẽ có 3 chế độ khác nhau này, B01, B02, B03 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt luôn cho nó. Chúng ta có thể cài đặt cái lúc mà chưa kết nối pin mặt trời cũng được, còn bây giờ cài đặt cũng được này. Đây là pin lithium nhá, chúng ta sẽ cài đặt cho nó chế độ B02 này. Còn nếu mà ắc quy thì chúng ta chọn B01 và pin LiFePO4 thì sẽ chọn chế độ 03 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút đầu tiên, nút menu của nó cho em này. Đấy, nó đang báo pin mặt trời nạp vào này, điện áp 12,3V. Đấy, 26 độ C này. Dòng là 3,6 ampere này. Tấm 60W hiện tại đang ra được 3,6 ampere mọi người này. Chỗ này là dòng tải bằng 0 này. Chế độ, đây là điện áp cài đặt từ pin mặt trời này. Chúng ta sẽ cài lại cái chỗ này nhá. Chọn đến B01 này. Chúng ta lưu ý nhá, pin lithium này là sẽ chọn sang B02 cho em nhá. Đây là B01 rồi, bây giờ chúng ta sẽ giữ cái nút này. Giữ nút này đến khi nó nhấp nháy, nó nhấp nháy trên màn hình. Chúng ta sẽ bấm nút này hoặc nút này. Đây, hai nút để điều chỉnh đây. Bấm lên thì nó sẽ lên, bấm xuống nó sẽ xuống. Khi mà cái chỗ B02 đã chọn đến này, nó nhấp nháy như thế này rồi, chúng ta muốn nó dừng lại thì chúng ta sẽ giữ cái nút menu đầu tiên này giúp em. Giữ này, chúng ta chọn giữ này. Đó, nó ở yên ở chế độ B02 rồi mọi người nhá. Đang ở chế độ B02 là cho pin lithium rồi này. Đó, các chế độ cài đặt tương tự cho các loại pin khác nhau. Rồi chúng ta trở về màn hình chính. Đây là cái thông số điện áp khởi động của pin mặt trời đầu vào 4V. Cái này chúng ta cũng cài đặt được ấy, nhưng mà mặc định của máy là như thế rồi, của bộ sạc rồi. Chúng ta cứ để yên như thế, nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái quá trình nạp của chúng ta đâu. Rồi bây giờ tiến hành cài đặt đến cái phần đây, nó sẽ tự động chuyển về luôn mọi người. Khi mà chúng ta cài B02 rồi nhá, cái điện áp từ pin mặt trời nó sẽ giới hạn ở mức là 12,6V. Xem đây nhá, giữ nút này này, giữ nút này. Đấy, nó nhấp nháy này, chúng ta sẽ cài đặt điện áp cho nó này. Đó, chúng ta có thể cài được điều chỉnh lên. Nhưng mà mặc định cho pin lithium thì người ta sẽ khuyến khích ở mức là 12,6 hoặc là 12,7V. Mặc định của máy sẽ là 12,6V. Chúng ta có thể cài lên 12,7 cũng được. Đó, chúng ta cài ở mức 12,7 là phù hợp với pin lithium này mọi người nhé. 12,8, 12,7 này. Chúng ta lại giữ nút này để nó trả về trạng thái ban đầu, không nhấp nháy này. Đó là ok rồi nhé. Còn tương ứng với ACQUI thì chúng ta có thể cài đặt từ 13,8 đến 14,4V này. Còn pin này thì có thể cài đặt mức đề xuất của nó là 14,6V là phù hợp này. Đối với pin LiFePO4 này, ACQUI thì từ 13,8 đến 14,3V này. Đó. Còn cái nút cuối cùng này nó cho phép gia tải này. Là hai cái cổng cuối này, chúng ta sẽ đấu gia tải ở đây 12 hoặc là 24V tùy theo pin của chúng ta. Nếu mà dùng 12V thì nó sẽ ra ở đây là 12V, còn dùng 24 thì nó sẽ ra ở đây 24. Đó. Đây là nhiệt độ môi trường này. Đây là dòng nạp này. Cái bộ này nó có báo luôn dòng nạp đấy mọi người. Để chúng ta biết được cái tấm pin của chúng ta đang sản sinh ra dòng bao nhiêu ampere. Với cái tổ hợp pin dung lượng bé như thế này thì chúng ta có thể dùng tấm 60W là phù hợp rồi. Dòng nó ra khoảng tầm 3 đến 3,5 ampere. Còn nếu mà chúng ta dùng tổ hợp pin lớn hơn ấy, có dung lượng lớn hơn thì chúng ta sẽ dùng cái tấm pin mặt trời nó lớn hơn để dòng nạp lớn hơn sẽ phù hợp với cái pin của chúng ta mọi người ạ. Đấy, các thông số cơ bản trên màn hình đấy, bộ này khá là ok đấy mọi người. Của hãng Sure này, bảo hành cho chúng ta 6 tháng. Đó, đây là cái mức này là khi mà pin về dưới cái mức 10,5V này thì nó sẽ ngắt không cho gia tải để bảo vệ cái chúng pin của chúng ta không bị xả sâu quá. Dòng tải hiện tại đang bằng 0 mọi người này. Bây giờ sẽ thử đấu luôn cái bóng đấy. Em đem lấy cho anh cái bóng 12V, thử đấu vào cái cổng này mọi người nhá. Sẽ xem cái dòng tải ra của nó báo qua cái điều khiển sạc này như nào nhá. Test luôn một thể, video hơi dài một tí nhá, mọi người chú ý giúp em cái. Bộ này là hàng mới về, em chưa tìm hiểu sâu nhưng mà tiến hành đấu nối luôn để kết nối hướng dẫn cho mọi người. Chúng ta có sử dụng nạp cho pin hoặc là bình ắc quy hoặc là tổ hợp lưu trữ phù hợp. Đấy, nó báo khá là chi tiết đấy. Có dòng nạp luôn này, dòng tải này. Bây giờ chỉ cần đấu bóng đèn vào đây nhá. Bóng đèn 12V bởi vì cái pin này 12V. Đấy,
cái bóng này nó đang tiêu thụ 1A mọi người này, nó báo chính xác đấy. Bóng này tiêu thụ 1A này mọi người này. Là dòng tải mọi người nhá. Đây dòng nạp này, từ pin mặt trời nâng cấp vào được 3,5A này. Dòng tải cho một cái bóng đèn này là 1A. Đó. Đây là điện áp cài đặt lúc nãy này, chúng ta cài đặt giới hạn mức nạp vào phù hợp cho từng loại pin, từng loại bình này. Đây là điện áp kết nối, ngắt kết nối này. Khi mà pin về dưới mức 10,5V thì nó sẽ, bóng đèn nó sẽ tự động ngắt mọi người nhé, không sáng bóng đèn lên để bảo vệ cái pin của chúng ta tránh bị xả sâu quá. Còn nó sẽ xem có chức năng hẹn giờ không. 9V lúc nãy là nó sẽ cảnh báo cái pin yếu dưới 9V. Là nó sẽ báo cảnh báo pin yếu. Đây là chế độ hẹn giờ này, chúng ta có thể giữ ở đây này. Hẹn giờ, bấm sang rồi đã nha. 24 giờ là đang mở thủ công bằng tay này. Còn chúng ta có thể giữ ở đây. Chúng ta có thể hẹn mức 0 giờ là không cho phép ra tải này. 1 giờ đến 24 giờ. Thì khi mà hẹn giờ như thế, ví dụ chúng ta chọn 4 giờ nhá. Chúng ta giữ nút này. Xong ok cài đặt thì bóng đèn nó tắt, nó không sáng đâu. Khi mà bây giờ chúng ta sẽ ngắt kết nối pin mặt trời đi thì bóng đèn nó sẽ tự động sáng sau đúng bằng 4 giờ này. Ví dụ ngắt mặt trời là 6 giờ đi thì đến 10 giờ bóng đèn nó sẽ tự động bóng đèn nó sẽ sáng luôn, và đến 10 giờ bóng đèn sẽ tự động tắt mọi người. Cái này thì giống mấy cái bộ trước kia thôi, cài đặt cực kỳ dễ luôn. Đó. Dòng bây giờ hiện tại một tấm 60W vẫn đang đạt được 3,6A này, chỗ em đang nắng khá là tốt. Chúng ta có thể dùng tấm 110 để dùng cho những cái pin lớn hơn này. Rồi pin 150 cũng được. Cái này thì nó tối đa được 12V thì nó tối đa được 390W pin đầu vào. Còn hệ 24V thì tối đa được 780W pin đầu vào. Maximum là 50V cho hệ 24V và 25V cho hệ 12V mọi người. Đây bộ sạc này bên em bảo hành 6 tháng theo hãng công bố nhá. Bộ này có giá là 450.000. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì có thể truy cập trên kênh Shopee của bên em, hoặc là liên hệ trực tiếp theo số Zalo em đang ghi ở dưới màn hình đấy. Có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn thì mọi người nhắn cho em qua Zalo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo.